giới thiệu anh chị, đây là cái mẫu túi xách trắng may để cắm hoa. Mẫu túi xách trắng này thì vỏ cắm hoa như vậy, là size nhỏ đó, nó là cái size chuyên về cắm hoa. Đường kính miệng thì quay tới quay khoảng cỡ 22 cm này, rộng của cái này là khoảng cỡ 14-15, cao cỡ 12 cm, cao từ đáy đến quay thì khoảng cỡ 27, ở dưới cái đáy thì nó sẽ rộng hơn một xí. Đó. Này, đáy này thì khoảng cỡ 25 này, 16-25, đáy là 16-25, miệng là 22-14. Cái vỏ cắm hoa này bên em thì có hiện tại là còn màu trắng nè, may tế túi sách tế đi chợ lớn hả anh, tế may tế phân viền may hả, chia nhỏ cắm hoa nha. Rồi gửi cho anh chị.